Xin kính chào quý khách đến với kênh Phi Nguyễn Mặt Tiền Tân Phú. Trong clip hôm nay em xin giới thiệu cái tòa nhà góc hai mặt tiền của đường Tân Hương. Tòa nhà này có diện tích là ngang 7 dài 22 vuông vắng. Kết cấu là nhà 7 tầng, tổng diện tích sàn là 1.000 m², giá bán là 37 tỷ. Tòa nhà hiện đang cho trung tâm Anh ngữ thuê với giá là 110 triệu một tháng, hợp đồng dài hạn. Tòa nhà hiện nằm trên mặt tiền của đường Tân Hương, là trung tâm của quận Tân Phú. Quý khách quan tâm tới bất động sản này, xin liên hệ em theo số điện thoại 0908 276 630. Hãy bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều căn nhà mặt tiền ở quận Tân Phú. Em xin cảm ơn.